Ngày là thứ hai, ngày 19 tây tháng 4 2021. Bây giờ là 8 giờ sáng. Đây, đồ ăn cơm nước ra hết rồi. Giờ mình nên bỏ đồ giặt. Giờ mình chụp tấm hình cái đã, để một lát nữa làm sao mà chụp tấm hình đây. Đang livestream mình phải chụp hình đó. Nó đen cho thấy đường mang dài.